Hồi xưa em qua đây á, là em đi du học á, rồi em kể cho mấy bạn nghe cái nỗi cực của người du học ấy, để cho mấy bạn biết là đi du học bên này bị áp lực nhiều lắm nha. Hồi nãy Đức nói với bạn là mượn 20.000 của bà con trong nhà dòng họ, rồi nó phải trả 20.000 đô Mỹ đó, rồi cộng thêm cái nó vừa đi học lên trường mấy ngày, học tiếng Anh rồi đi học nghề, rồi sau đó là gì nữa, rồi xong đó cũng phải đi làm kiếm tiền nữa, thì nó áp lực như thế nào. Bạn nào phải chịu nổi thì mới làm nha, chứ còn không chịu nổi thì đừng có làm, đừng có đi qua đây mà học cũng cực, tốn tiền nhiều nha. Em cảm thấy tội cho những bạn này, cũng kiểu như là cứ thấy là người ta khoe trên Facebook những cái mạng xã hội ghi là ở bên Úc này sướng rồi, cuộc sống màu hồng không á, thì nhiều bạn cứ lầm tưởng đó. Đằng sau những bức ảnh đó là những niềm đau khổ đó, chứ không có sung sướng gì đâu. Nó Nhiều khi chỉ có sướng là khi mà các bạn được gia đình hỗ trợ, và thứ hai nữa là bạn phải có ý thức, các bạn phải cực vì đó vài năm đầu để các bạn ngày thấy được kết xưa quả. mới mới qua mấy năm đầu, nhiều khi đi mua sắm hay muốn ăn một cái gì ngon cũng đều đăng lên Facebook để khoe. Khoe ở đây không phải là khoe với bà con lối xóm, nhưng mà để cho ba mẹ nhìn vào thấy là con mình nó ở xa nhà nhưng mà nó vẫn được sung sướng, để cho ba mẹ yên tâm thôi. Chứ thật sự mình muốn ăn một con cua hay là một cái món gì đó cao sang mắc tiền á, nhưng phải suy nghĩ đắn đo lắm. Những cái thời gian đầu rất là khó khăn, nhưng mà Nhiều mình sống nhiều đêm cho về, nhiều đêm về dạ khóc không? Khóc đó quen chứ tấm hình, đó quen tấm hình vậy thôi, về khóc quá chứ dạ giận người đâu bạn. Nhớ dạ đúng nhà rồi rồi đủ kiểu đó. dạ Ờ lúc đó em qua là rồi vui lúc quá. đó là gần Tết đó, đi trước Tết Việt Nam đó chứ không phải là đi sau Tết nữa. Nhưng mà đi qua tháng 11 rồi đó, rồi tháng 12, tháng 1 là thường thường tháng 1, tháng 2 là Tết. Nhìn ở Việt Nam mọi người ăn Tết vui, bên này tủi lắm, nhìn thấy tủi lắm anh. Lúc đó qua mình bị áp lực, như là mình chưa có kinh nghiệm gì, rồi mình cái Thiếu kiểu như nợ hay cho là ghen, vậy đó, thiếu mình cứ nợ hay lúc cho nào ghen mình là cũng áp lực mình không? lúc nào cũng suy nghĩ làm sao để trả nợ đây, làm sao để trả nợ đây á, nó đè nặng, đè nặng trên cái đầu của mình nhé. Nhưng mà mình cố gắng, không rành công nghệ hay là không biết về máy tính á, thì qua đây nó có báo, mình đi ra chợ mình mua cái tờ báo 2 đồng, báo TV Tường Sang á, mình kiếm việc trên đó. Chỗ này không được mình gọi chỗ khác làm, mình thử hết, mình đâu có mất mát gì đâu đó, mình cứ thử hết chỗ này chỗ kia, mình nhảy đó nhảy luôn vui. Chỗ nào mà ông chủ vui tính hợp với mình thì mình làm thôi, chỗ nào vui vẻ thì mình cứ làm, cho tới khi nào mình có kinh nghiệm rồi đó, mình thấy là chỗ đó là mình là giỏi nhất rồi, mình muốn thay đổi nữa thì mình nhảy một cái khác thôi à, là do bản thân của mình, chứ mình cũng không biết, không có thể nào mà người ta điều khiển mình được hết. Bên này tự do mà bình đẳng hết, không có ai mà ăn hiếp được mình hết á. Ngày xưa mà em qua đây mà em được vô cái group này thì sướng quá rồi, toàn là tự mò không, chưa gọi anh tâm sớm chắc sướng nha. Còn mà mấy bạn nữ trong group muốn làm công việc nhẹ nhàng rất có nhiều việc luôn, nhưng bây giờ ở Việt Nam dạy rất là kỹ, em nói thật sự Việt Nam dạy rất kỹ những ngành nail không á. Qua bên này xung quanh shop em á cũng nhiều shop nail lắm, nó còn người nhiều lắm, hỏi nhiều khi nó hỏi nó tới cái chỗ shop em nó dán luôn, dán bảng tuyển người làm nail luôn á. Ở Việt Nam làm cắt da, cắt móng, cắt khóe gì đó là bây giờ qua chỉ có cần những cái căn bản đầu tiên thôi, không cần là phải là vẽ chuyên nghiệp luôn, đã là 28 đồng một giờ rồi. Mấy bạn nữ mà qua không làm những được việc nặng thì chỉ có những cái việc đó thôi, còn hoặc là đứng bán hàng, hoặc là thu ngân cho những cái shop 2 đồng, đi làm cái gì đó, văn phòng phẩm anh, in ấn giấy tờ này nọ kia, rất là nhiều việc để làm luôn á. Mấy bạn nào mà sợ hóa chất rồi hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe thì cũng không nên làm nail, thì làm mấy ngành khác mà liên quan tới nail cũng được, nhưng mà đừng đụng tới nail. Thì mình đi ngang qua một cái shop á, mình thấy cái mùi nail á, đứng trước thôi nha, mình không có vô tiệm đó mà nó cũng nồng nặc luôn á, thì theo mình là như vậy. Theo ý Đức thì sao, chia sẻ cho mấy bạn biết. Tại vì cái ngành nail á nó có nhiều công đoạn lắm anh, cái nó có giống như là mình chỉ có cắt móng tay dài ra hoặc là cắt da thì cái lương nó sẽ thấp, còn mà cái công đoạn mà cao cấp hơn nữa là mình sẽ đắp cái bột lên rồi mình vẽ, mình trang trí cái móng tay á, thì cái đó lương nó sẽ cao lắm. Nếu mà làm được cái level đó thì lương nó sẽ dao động 30 đồng tới 35 đồng, có khi 40 đồng luôn nếu mà làm ở vùng xa mình làm cho tay á, nó rất là cao. Còn mà những người mà làm mới vào làm thôi á, chỉ có là
cũng giống như mình cắt tóc á, cái chưa qua nhuộm tóc cũng như là cắt tóc thôi á, là cái lương nó cũng là đủ sống rồi chứ không phải là độc hại gì. Nhưng mà nhiều người thích làm, nhiều người biết, nhưng mà nhiều người khuyên lắm, nó có ảnh hưởng tới cái việc sau này cái hệ lụy là sinh con cái nó rất là khó khăn. Như lại cái da mặt của người làm nail á, nó không có đẹp á, nếu mà không có bị cái hóa chất, nhiều người nó bị dị ứng, còn nhiều người không có vấn đề gì hết. Còn bây giờ cái ngành mà làm cái gì chân mày với lại xăm mi xăm mắt đồ á, em thấy cũng rất là nhiều tiền luôn. Tại vì em lúc trước em có ở chung nhà với cái chị đó, bây giờ cái nhà chị đó cũng rất là nhiều 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 học trò, chị đào tạo nhiều học trò cũng làm mở ra beauty cũng thành công lắm. Bây giờ thì nhà chị làm chị không có mở shop, nhưng mà chị làm ở nhà, rồi chị phải bay về Việt Nam, chị học nghề từ Việt Nam mà, tại vì ở Việt Nam đào tạo rất là ok. Việt Nam á, những nhiều người làm đẹp rất là cái tay nghề cứng, qua đây không có sợ đói đâu. Làm ở nhà còn khỏe nữa, khỏi tốn tiền thuê Dạ shop rồi này không nọ. không dạ chỉ làm ở nhà, chỉ làm từ phòng khách tới những cái phòng ngủ luôn á. Là em nhớ không lầm là ở phòng khách là chị để được 4 giường và 2 cái bàn nail, rồi những cái phòng ở trong mà bắn laser hay cái gì đó em không có rành lắm. Nhưng mà những cái phòng ngày xưa em thuê ở đó là chỉ bây giờ chị không bao giờ thuê nữa, chỉ làm một cái phòng luôn, chỉ làm cái phòng chuyên nghiệp á, ở trong là chỉ làm bắn laser, chỉ bay về Việt Nam học, và chị qua bên Thái chị học á, chị đi một lần chị đi là 1 tháng chị học, xong rồi chị về chị nâng cấp lên á, chị làm khách chị đông á, lúc nào cũng nương được mà book book có một người nhận booking, rồi ông xã chị cũng đi làm hãng, rồi về tối lại ngồi nhận nhận người ta book để cho làm đẹp á. Là book booking trước rồi mới 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 nhận luôn Dạ á, chứ giờ mà dạ phải đúng rồi xếp phản lai tới rồi sao không nhận á, dạ khách full khách tới khách khách tới không có làm được luôn á. Em nói thì cái mấy 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 người nữ qua đây nhiều công việc, nếu mà muốn chịu chịu khó chịu làm nó cái nghề mà nhẹ nhàng á, nó rất là nhiều luôn. rồi. Ngày mai Đức vô công ty đó, có thời gian rảnh đó, chụp mấy cái tấm hình, hoặc là sáng sớm đi có đi lấy hàng chụp mấy tấm hình đăng lên group này giùm anh nha, để mấy bạn thấy công việc của Đức ở bên đó là sao. Ở trong shop có bạn nữ nào tính tiền hay là bán hàng gì đó thì em chụp luôn cho mấy bạn thấy luôn. Rồi nhờ Hậu nữa, Hậu tuần sau anh nói Hậu đăng lên. Rồi. Ok thôi, lớp học vừa đến đây kết thúc các bạn ha. Rồi, hẹn các bạn tháng sau. Thì đó, bạn nào mà cần câu hỏi thắc mắc hay là bạn nào có visa rồi đó, thì giúp mình đăng lên group đó, để cho mấy bạn khác có động lực để các bạn làm theo. Ok, cảm ơn mọi người và cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi cũng như các bạn tham gia lớp học ngày hôm nay. Rồi chào các bạn ha.